Chào các bạn, hôm nay mình rất mừng các bạn quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái video là mình cho lương ăn ha các bạn. Thì lương này là báo các bạn luôn là hiện nay nó đã 9 tháng rồi các bạn. Có nghĩa là mình trừ cái 2 tháng, 1 tháng mình thuần và 1 tháng là mình tập cho ăn, là mình trừ ra ha các bạn. Đây bắt đầu mình cho ăn nha các bạn. Như vậy thì lương này nó đã 9 tháng rồi. Thì giờ dự kiến là mình sẽ xuất cái bán là dịp Tết đó các bạn. Dịp Tết Nguyên Đán đó. Tết của năm 2020 đó các bạn. Có nghĩa là còn khoảng vài tháng nữa. Đây, các bạn thấy mình mới dục thức ăn xuống, bây giờ nó ăn nè. Trời còn rất là sớm đó các bạn. Giờ này mới có 5 giờ. 5 giờ mình có ăn nè. Các bạn thấy con nào cũng gần nhất hết nè. Có con thì cũng còn nhỏ ha các bạn. Tại vì mình nuôi á, mình không có cảo, tức như là mình không có lựa ra, không có lựa bự theo bự, nhỏ theo nhỏ. Chính vậy mà hiện nay mình thấy trong cái bồn lương mình vẫn còn những con hơi nhỏ. Con này có con là trên 200 hết trơn rồi các bạn. Này. Bạn thấy nó ăn mê không? Giờ mình dục thức ăn xuống tiếp ha. Nó nút ngay chóc chóc luôn các bạn. Nó ăn đều gan luôn ha. Trời còn rất là sáng luôn nhưng mà nó vẫn ăn. Tại vì lúc trước á, mình cho ăn ban đêm á các bạn. Sau đó mình tập. Mình tập cho nó ăn lại ban ngày. Nhưng mà thời gian tập cũng khá lâu đó các bạn. Một tuần lễ á. Một tuần lễ mình mới tập được về ban ngày được. Tại vì lương này lương đồng cho nên á, cái quá trình ăn của nó đó, nó khó hơn so với lương nhân tạo nhiều lắm các bạn. Đây các bạn nhìn lương ha. Đó, rất là to. Có con là trên 200 đó chứ, như con này là khoảng 300 g rồi. Đây nữa nè các bạn. Thì mình còn rất là nhiều bồn. Bên này, ba bồn bên này. Đây. Nó cũng đang ăn. Nhưng mình dục xuống đây là nó lên nó ăn luôn à. Các bạn thức ăn này thì các bạn phải trộn thuốc nha các bạn. Thuốc thì mình cho nó ăn trong vòng từ 3 đến 5 ngày xong mình dừng lại. Dừng lại 1 tuần hoặc 2 tuần gì đó. Các bạn thấy cái nguồn nước nếu tốt thì mình dừng lại 2 tuần. Còn nước nào thấy hơi xấu đó, nước mà dạng như nó không có được trong, không được mà sạch đó thì các bạn tuần cho ăn lần. Tuần cho ăn 3 ngày ha. Xong rồi mình dừng lại tiếp tục một tuần nữa. Đây có bồn cái bên các bạn. Đó. Bắt đầu lên ăn rồi đó. Bên đây nữa nè, bên này. Mình dục xuống thì nó lên liền các bạn, lên ăn rất là xôn xao. Tại vì mình tập ban ngày quen rồi cho nên nó rất là dạng luôn. Lúc trước rồi các bạn biết rồi, mình dục vậy là nó không ăn đâu, nó không có lên con nào hết trơn ban ngày á. Sau khi mà các bạn tập từ ban ngày sang ban đêm, ban đêm sang ban ngày thì bây giờ này nó lên ăn, nó không có sợ mình, nó không có nhát nữa. À, thấy không? Đấy, mình đứng kế bên luôn mà nó vẫn ăn bình thường. Con này to rồi các bạn, mình nhìn thấy cái đầu không à, cho nên các bạn nhìn thấy cái mình nó mới lớn. Con này 200 ngoài hết rồi. Có con là 300-400 luôn đó các bạn. Đây cái bồn bên này, bồn này mới dục con nấm này. Dục tiếp.
Còn những cái vùng phía sau thì mình giờ mình đang thuần đó, mình đang thuần ổng gà giờ mua thu vô để thuần đó, được 7 bồn rồi các bạn, được 7 bồn. Có 3 bồn mà mình nói với các bạn đó là mình thuần 21 kg đó, nhưng bữa nay được 8 ngày à. Đợi tới 10 ngày mình sẽ chia sẻ video 10 ngày cho các bạn, để các bạn xem cái đường bình thường 10 ngày như thế nào. Đây mấy con gà con. Thì nói với các bạn luôn là mình chia sẻ phần cho lương ăn để các bạn giải trí như xem. Thật sự thì mình cho ăn như thế này mình chưa thay nước đâu các bạn, mình để tới sáng mình mới thay. Tại cái nguồn lương đồng cho nên nó dễ hơn, nó ít có bị sợ dơ. Còn lương nhân tạo các bạn cho ăn gì trong vòng 2 tiếng sau, 2 tiếng sau nữa là các bạn phải thay nước rồi đó. Còn lương đồng của mình thì không, lương đồng của mình là cho ăn dắt 5 giờ tới 5 giờ sáng hôm sau, tất nhiên là qua một đêm á mình mới bắt đầu thay nước. Các bạn thấy lên ăn à? Đó. Con này rất là to luôn. Đó. Nó ăn nhoi ở trong đó. À. Đó mình vừa dục cho nó ăn vừa quay cho nên nó hơi rung đó các bạn. Nó không có được chuẩn. Nên mình quay cho các bạn xem nè. Táp này chóc nè các bạn. Mà mấy con bự nó ăn nó dành mấy con nhỏ dữ lắm. Nên các bạn nhìn thấy nè, khi mà mình nuôi mà nó không đồng đều là vậy đó. Tại vì lúc năm rồi đó mình không có lựa ra, mình nuôi chung luôn, nhỏ bự gì mình nuôi chung hết. Cho nên các bạn thấy là có con bự có con nhỏ là vậy đó. Này con này hơi nhỏ nữa các bạn. Nhưng mà nhỏ nhỏ nó vẫn là lương nhì các bạn, nó 100 ngoài gram hết trơn. Còn nếu như các bạn lựa ra như mình đã làm cái video chia sẻ với các bạn đó, mình lựa cái cỡ ra, cái size của nó ra, thì sau này cái lương của mình nó đều lắm, nó không có nhỏ bự. Còn nếu mà mình không lựa thì sau này nó sẽ nhỏ bự như thế này. Nhưng mà thường là các bạn nuôi thì cái lương mà size 60 mà như mình nói đó thì nó sẽ nhiều hơn so với các cái size khác đó các bạn. Cho nên những cái size đó mà các bạn nuôi thì nó sẽ lớn hơn nhiều, nó mau lớn hơn so với mấy cái size nhỏ. Mà đặc biệt nhất là cái size 30 con đó các bạn, size 30 con là nó mới mau lớn dữ nè. Nhưng mà tỷ lệ mà các bạn thuần đó mình cũng chia sẻ thêm cho các bạn nắm luôn, là tỷ lệ thuần mà cái lương size bự đó thì tỷ lệ nó hao hụt là nhiều lắm á các bạn. Tại vì khi người ta xiệt á, hoặc là người ta đánh bắt bằng vớn hay là xiệt, thì những cái con lớn á các bạn biết không, thường là con lớn thì người ta xiệt rất là nặng cho nó, để làm gì, để cho nó chết nặng người ta dễ bắt. Cái thứ hai nữa mà khi nó vào trong cái vớn hoặc là lú đó thì nó dãy rất là mạnh, tại vì nó lớn mà. Nó dãy mạnh thì nó sẽ bị tổn thương nhiều. Cho nên những cái con mà hơi bự đó là các bạn đem về thuần đó, thường là nó hao nhiều lắm, nó hao nhiều lắm các bạn. Mà mình thuần kỹ đó, thì mình giữ được cái con bự nhiều đó là các bạn nuôi nó mau lớn lắm, và nó dễ ăn nữa, nó dễ ăn thức ăn lắm. Các bạn tập thời gian khoảng nửa tháng thôi là mấy con bự nó biết ăn rồi. Còn mấy con nhỏ nhỏ nó sẽ lâu lắm mới nó biết ăn. Cho nên mình rất là khoái cái con lương bự đó các bạn. Lương bự mà mình mua về cái size bự đó, size 30 con đó các bạn. Lương bự mà mình mua về mà các bạn thuần được sống là rất là tốt luôn, màu lớn lắm. Thì một vài ý để chia sẻ với các bạn vậy. Mong rằng là các bạn chăn nuôi thành công và đem lại cái lợi ích cho gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like, đăng ký và chia sẻ video của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn lại các bạn video sau, mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn.